Ế ở đâu thì không biết, nhưng mà hiện tại thì nhà em cứ xuất cả ô tô như này, ngày mưa cũng như là ngày nắng. Cái lượng hàng nhà em xuất đi đấy thì không có chuyện ế đâu mọi người nhá. Lùa gà đi bán giống, nhưng mà thực ra ấy, để mà chọn làm hàng giống này nó rất là khó, không phải là con nào cũng bán được giống đâu. Đây là những con lỗi này, thì những cái con này thì phải nuôi lớn lên để xuất hàng thương phẩm chứ, nếu mà những con to thì có thể xuất được luôn. Bản thân các bác là người đi mua con giống thì các bác cũng có thể nhìn thấy trực tiếp, và cũng là người được chọn. Các bác sẽ không bao giờ chọn những cái con xấu hay những con lỗi như thế này cả. Khi mà chăn nuôi cái con chồn này thì không phải là tất cả chúng ta đều có thể lọc ra để chúng ta xuất hàng giống được, mà trong đó chúng ta sẽ lọc đến 20-30% mà chúng ta sẽ phải xuất đi hàng thương phẩm. Còn vì sao mọi người hỏi là tại sao lại không quay những cái cảnh mà xuất hàng thương phẩm lên ở trên mạng xã hội ấy? Nếu mà mình quay những cái cảnh làm con thương phẩm này sẽ báo vi phạm, nên mình sẽ hạn chế không quay những cái cảnh về làm thực phẩm. Ví dụ như những con tiêu chuẩn có thể làm giống được thì nó phải là những cái con nó là khỏe, và thứ hai nữa là nó tinh nhanh và nó có thân người trường dài.